Vụ tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy, Vietnam Airlines có vô can. Công an đã tìm ra cặp đôi điều khiển xe SH diễn xiếc trên đèo Hải Vân. Tranh án Nguyễn Hòa Bình, cách nào để thu hồi 600 tỷ của ông Đinh La Thăng, chúng tôi chưa nghĩ ra. Bình phê, anh vợ chùm giang hồ Đường Nhuệ bị bắt. Rap Việt trở lại, khán giả không mấy mặn mà. Đụng độ Shazam 2, Dương Lừa gặp Siêu Lầy vẫn tiến sát mốc 100 tỷ. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cuối ngày của Hoàng Châu Channel. Hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2023, chúng tôi đã tổng hợp các tin tức chính, nổi bật diễn ra trên nước ta trong 24 giờ qua như sau. Vụ tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy, Vietnam Airlines có vô can. Ngay sau khi vụ việc 4 tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt vì xách tay 11,4kg ma túy từ Pháp về Tân Sơn Nhất. Dù đã lên tiếng, nhưng Vietnam Airlines có thực sự vô can khi vấn nạn xách tay hàng hóa nhiều năm qua của tiếp viên hay phi công vẫn còn tồn tại. Sáng ngày 16 tháng 3, một tiếp viên của hãng bị bắt quả tang có ma túy trong hành lý cá nhân ngay khi trên mình còn mang đồng phục của hãng và mới đáp xuống Tân Sơn Nhất. Ngày 17 tháng 3, Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên này để phục vụ công tác điều tra. Hãng khẳng định quan điểm sẽ không bao che và bất cứ cá nhân nào vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định. Họ còn cho biết vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị và sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực. Tuy nhiên, vấn đề hàng hóa xách tay tiếp viên mang về đã ồn ào mấy chục năm, kể cả những người không làm trong ngành hàng không cũng nắm rõ. Nhưng Vietnam Airlines đã làm những gì mà thực tế cho thấy họ hoặc không quản hoặc làm ngơ ở khâu nào đó để cho tiếp viên làm ăn dễ dàng như vậy. Đây là một dạng buôn lậu và trốn thuế đã và đang sẽ gây nhiều hệ lụy lâu dài, khó có thể nói. Lãnh đạo của hãng không biết và cũng không thể biện hộ rằng đã cấm hay phạt rồi mà tiếp viên vẫn vi phạm. Vụ 4 tiếp viên vừa qua bị bắt do xách tay, các tiếp kem đánh răng mà trong đó là ma túy, thản nhiên đi qua cổng soi chiếu như những hình ảnh được cơ quan chức năng cung cấp là câu trả lời về việc họ thấy vận chuyển hàng xách tay đó bình thường. Nếu lãnh đạo hãng làm đúng, đủ để tiếp viên sợ và không lo mất việc với lương bao người mơ ước, liệu vụ án đau đớn và chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam này có xảy ra hay không? Tội trạng ra sao, đúng sai thế nào? Tòa sẽ là nơi quyết định cuối cùng, nhưng với những thông tin đã có thì không chỉ là thể diện, công ăn việc làm hay vòng lao lý với 4 tiếp viên mà uy tín của hãng hàng không quốc gia cùng hình ảnh nhà nước cũng tổn hại ít nhiều. Loại hàng hóa được vận chuyển lần này là chất cấm, là ma túy, vụ án đã bị phát hiện. Mà theo Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đây không phải là vụ việc bất ngờ mà đã theo dõi từ lâu. Nếu như chót lọt, an toàn của dân chúng, hậu quả sẽ xảy ra như thế nào? Bao nhiêu người sẽ bị hủy hoại vì hàng chục kg ma túy như thế? Và liệu còn có công bằng với bao nhiêu hàng hóa nộp thuế đàng hoàng? Thậm chí, cả chuyện luật pháp bị xâm phạm, dư luận có quyền đặt câu hỏi nếu các tiếp viên không kiếm thêm từ hàng xách tay dễ dàng và lâu dài như vậy, liệu vụ án có mức độ nguy hiểm lớn như thế này có thể xảy ra? Ai cũng hiểu rằng một khi Vietnam Airlines nghiêm khắc đủ mạnh, chế tài đủ lớn, chẳng tiếp viên nào lại để mất đi công việc thu nhập cao, nghề nghiệp được xã hội coi trọng để lấy vài triệu tiền công hay lời lãi không đáng. Chỉ khi việc ấy được xem là bình thường, ai không làm mới lạc lõng và làm một nghề phụ dễ kiếm thì vấn nạn này mới kéo dài ngang nhiên như thế. Lỗi sai đến đâu là trách nhiệm của người ấy, quy định của hãng cũng đã cấm mang hàng xách tay. Nhưng điều đó được thực thi như thế nào trên thực tế, những ai vi phạm từng bị xử lý như thế nào, răn đe tối đa những việc tương tự lại là điều cần phải minh bạch, rõ ràng để dư luận rõ hơn trách nhiệm của Vietnam Airlines. Hơn nữa, quy định đã đề ra các hãng hàng không không thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hay chỉ để tiếp viên tự giác. Khi mà hàng xách tay không khó kiếm, nhất là lúc vụ án tiếp viên vận chuyển hơn 11kg ma túy bị phát hiện, khó có thể nói Vietnam Airlines hoàn toàn vô can hay đã làm hết trách nhiệm được. Chuyển sang tin tức tiếp theo, công an đã tìm ra cặp đôi điều khiển xe SH diễn xiếc trên đèo Hải Vân. Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã làm việc với đôi nam nữ điều khiển xe máy SH diễn xiếc trên đèo Hải Vân. Cặp đôi nam nữ này là vợ chồng. Chiều ngày 20 tháng 3, theo nguồn tin từ công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã làm việc với đôi nam nữ điều khiển xe SH diễn xiếc trên đèo Hải Vân. Đôi nam nữ là Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1988, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, và Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1999, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Anh Nguyễn Thế Anh và chị Nguyễn Thị Kim Ngân là vợ chồng, trong đó anh làm công nhân, Ngân làm nghề shipper. Cơ quan công an xác định phương tiện SH các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm có biển kiểm soát 75K1-51016 được đăng ký tại công an huyện Phú Lộc.
Chiếc xe này do Nguyễn Thị Kim Ngân đứng tên. Theo lời khai của đôi nam nữ này, thời điểm diễn xét trên đèo Hải Vân là lúc hai vợ chồng cùng nhóm bạn đang đi trên đường tắm suối trở về. Do ngẫu hứng nên hai vợ chồng đã diễn xét trên đèo Hải Vân. Trong lúc hai vợ chồng này diễn xét thì có một người bạn đi cùng quay lại clip, sau đó đưa lên mạng xã hội Facebook. Theo công an huyện Phú Lộc, sau khi làm việc với đôi nam nữ, cơ quan này sẽ bàn giao hồ sơ vụ việc cho công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xử lý theo quy định của pháp luật vì khu vực xảy ra vụ diễn xét thuộc địa phận quận Liên Chiểu. Trước đó, vào chiều tối ngày 19 tháng 3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip 30 giây ghi lại cảnh đôi nam nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe SH diễn xiết khi qua một đoạn cua nguy hiểm trên đèo Hải Vân. Theo hình ảnh từ video clip, nam thanh niên ngồi phía sau cô gái, chuồng người tới phía trước cầm hai tay lái để điều khiển xe máy mang nhãn hiệu SH. Chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân dành cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe. Trong quá trình cặp đôi này diễn xiết, tay cô gái ôm vào mông nam thanh niên. Trên đoạn cua nguy hiểm, có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Cặp đôi nam nữ này còn trình diễn chạy xe thụt lùi, khiến nhiều phương tiện phải tấp vào bên đường. Sau khi video clip đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý đôi nam nữ. Chuyển sang tin tức tiếp theo, tranh án Nguyễn Hòa Bình, cách nào để thu hồi 600 tỷ của ông Đinh La Thăng, chúng tôi chưa nghĩ ra. Chất vấn tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sáng ngày 20 tháng 3, đại biểu Quốc hội Phạm Thanh Hòa, đoàn Đồng Tháp cho biết, trong thời gian qua, việc thu hồi tài sản vẫn còn ít, chưa đạt kỳ vọng theo mong muốn của Quốc hội và của người dân. Thời gian tới, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan liên quan như thế nào để mà thu hồi tài sản tham nhũng được nhiều và đạt được theo kỳ vọng của người dân. Trả lời tại hội trường, chính án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có lý giải về bản án khó thi hành. Theo ông Bình, có hai nguyên nhân. Một là tuyên án không rõ nên khó thi hành. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyên không rõ của các bản án đã được khắc phục rất nhiều. Nguyên nhân thứ hai là những bản án tuyên rõ rồi, đúng nhưng không thi hành được. Chính án Nguyễn Hòa Bình lấy ví dụ phụ Trust Bank, ngân hàng xây dựng, bà Hứa Thị Phấn là mất của ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng. Tòa buộc phải tuyên bà Phấn bồi thường số tiền đó nhưng tuyên xong bà Phấn chết. Theo ông Bình, đây là bản án tuyên đúng pháp luật, không thể không tuyên bà Phấn phải bồi thường. Ví dụ khác được ông Bình nêu là xoay quanh vụ án Ocean Bank liên quan đến ông Đinh La Thăng. Vụ án này đã làm mất 800 tỷ đồng, trách nhiệm dân sự các bị cáo trong vụ án phải chia đều theo thị phần bồi thường 800 tỷ đồng đó. Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỷ đồng đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp, chính án Nguyễn Hòa Bình nêu. Bộ trưởng Lê Thành Long cho hay, thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng là một trong những trọng tâm, nhiệm vụ chính trị quan trọng đặt ra trong ngành tư pháp nói chung, cơ quan thi hành án dân sự nói riêng. Thời gian qua, nhờ thực hiện nhiều biện pháp, theo ông Long, tỷ lệ đạt được khá tích cực. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng thừa nhận còn khá nhiều vấn đề đặt ra, đó là khó khăn từ bản thân vụ án như tài sản trong các vụ án lớn nằm rải rác ở các địa phương khác nhau trên phạm vi cả nước. Phức tạp thứ hai là nguồn gốc, tính pháp lý của nhiều tài sản được kê biên, đưa ra xử lý phức tạp và mất nhiều thời gian làm rõ. Thứ ba là có trường hợp phải xác minh tài sản đó là tài sản chung hay tài sản riêng, tài sản của người phạm tội, người ngay tình đến mức nào. Cụ thể, nhiều nước đang áp dụng quy định với những tài sản chung của vợ chồng, nếu người phạm tội không giải trình được, tài sản đó đã được hình thành như thế nào, thì tính hợp lý của nó cũng không được công nhận và tài sản sẽ bị tịch thu. Ông Lê Thanh Long cho hay, thời gian tới sẽ thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cạnh đó, Bộ trưởng Tư pháp đề nghị Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát. Chúng ta có nhiều mắt tập trung vào đây thì việc tẩu tán, giấu tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng sẽ giảm đi. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Bình Phê, anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ bị bắt. Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Nguyễn Văn Bình, 47 tuổi, biệt danh là Bình Phê, là anh vợ của Nguyễn Xuân Đường, tức trùm giang hồ Đường Nhuệ. Ngày 20 tháng 3, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Bình, 47 tuổi, trú tại số nhà 669, tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình và Phạm Văn Tuân, 32 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, hồi 23 giờ ngày 15 tháng 3, thông qua công tác nghiệp vụ, cán bộ trinh sát
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Bình và Tuân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại chỗ ở của Nguyễn Xuân Bình. Khám xét, công an thu giữ của các đối tượng tổng trọng lượng 1,3895g methamphetamine. Nguyễn Văn Bình, biệt danh Bình Phê, là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường, trùm giang hồ Đường Nhuệ. Hiện, Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, đang chấp hành bản án 22 năm tù giam cho hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật trong các vụ án ăn chặn tiền hỏa táng, cố ý gây thương tích, xâm phạm chỗ ở của công dân. Còn Nguyễn Thị Dương, tức vợ Đường Nhuệ, cũng đang phải chấp hành bản án 12 năm 6 tháng tù. Khi chưa bị bắt, vợ chồng Dương, Đường hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản, tự thành lập Hiệp hội Tang lễ Thái Bình. Đôi vợ chồng này tụ tập một số đối tượng không có công ăn, việc làm, gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Chuyển sang tin tức giải trí, rap Việt trở lại, khán giả không mấy mặn mà. Tối ngày 17 tháng 3, nhà sản xuất thông báo chương trình rap Việt trở lại mùa tiếp theo. Đơn vị tổ chức sẽ bắt đầu casting từ đầu tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa tiết lộ về các vị trí huấn luyện viên, giám khảo và đội ngũ sản xuất âm nhạc trong rap Việt mùa 3. Game show trở lại trong bối cảnh rap đang hạ nhiệt khiến khán giả lo ngại. Đặc biệt, việc Space Baker thông báo chia tay chương trình sau mùa 2 dẫn đến rap Việt mất hơn 2/3 quân số trong lực lượng chủ chốt, bao gồm huấn luyện viên, giám khảo và nhóm producer. Như vậy, rap Việt mùa 3 sẽ vắng bóng toàn bộ các thành viên của Space Baker, bao gồm thủ lĩnh Toliver, Ramastic, Binzy, Zutterty, Tin Lê, producer sản xuất âm nhạc, đồng hành cùng Toliver, Slim V, người phụ trách phần sản xuất âm nhạc và mix mastering. Thông tin này khiến khán giả không khỏi tiếc nuối vì qua hai mùa rap Việt, Space Baker gần như là tổ đội nắm giữ linh hồn của rap Việt. Trên một vài trang thông tin về âm nhạc, nhiều khán giả bày tỏ thái độ không còn mặn mà với chương trình game show và rap. Bên cạnh sự chờ mong, một số ý kiến cho rằng game show không nên tiếp tục đi đến mùa 3. Đi qua hai mùa, đến nay, nhiều người bày tỏ thái độ không mặn mà với chương trình khi nhận thấy xu thế nhạc rap đang dần hạ nhiệt. Bên cạnh đó, chất lượng của thí sinh cũng là vấn đề đáng lo ngại. Khi hàng loạt rapper nổi danh trong giới underground đã lần lượt tham gia hai mùa trước, việc tìm ra một gương mặt mới, đủ tài năng và có sức bùng nổ truyền thông là chuyện không hề đơn giản. Rap Việt mùa 1 và mùa 2 đã thu hút đến 3,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, là chương trình âm nhạc được yêu thích nhất năm 2020 và 2021, khuấy động mạng xã hội và tạo nên trào lưu nhạc rap suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, nhạc sĩ Khắc Hương nhận định rap khó bùng nổ như thời điểm hai chương trình Rap Việt và King of Rap bắt đầu lên sóng. Tương tự, Châu Đăng Hòa chia sẻ khán giả Việt trước có thói quen nghe một bản rap trọn vẹn, họ thích ca khúc nhạc thị trường, có lồng ghép rap hơn. Bởi thế, để duy trì sức nóng của rap sau khi cơn sốt truyền hình thực tế đi qua là điều không hề đơn giản. Tin tức cuối cùng, đụng độ Shazam 2, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy vẫn tiến sát mốc 100 tỷ. Thời gian qua, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy của Võ Thanh Hòa dường như không có đối thủ ở rạp Việt. Này về phim khi ta 25, chỉ khi tới Shazam, Fury of the God, tựa Việt là Shazam, cơn thịnh nộ của các vị thần ra mắt. Vì thế độc tôn của Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy mới có dấu hiệu lâu nay. Khởi chiếu vào ngày 17 tháng 3, Shazam là bộ phim siêu anh hùng tới từ nhà DC. Theo số liệu thống kê của Box Office Việt Nam, sau 3 ngày khởi chiếu, dự án này đã thu hơn 12 tỷ đồng. Tính đến tối ngày 19 tháng 3, nhiều khả năng phim sẽ có mở màn tốt ở nước ta. Kết thúc cuối tuần này, dự kiến phần 2 Shazam sẽ đốt túi khoảng từ 14 đến 15 tỷ đồng chỉ tính riêng tại thị trường Việt. Trong khi đó, phim của Võ Thanh Hòa có dấu hiệu giảm nhiệt sau hơn 2 tuần ra mắt. Tốc độ tăng trưởng doanh thu phim chậm lại hơn hẳn. Tuy nhiên, trong ngày 19 tháng 3, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy vẫn giữ được vị trí dẫn đầu với 3,7 tỷ đồng, xếp ngay sau là Shazam với khoảng 3 tỷ đồng. Nhưng, xét trên doanh thu cuối tuần, phim Việt vẫn thua kém đối thủ trên gần 100.000 đầu vé được bán ra. Bộ phim mà nhà DC thu là 10 tỷ đồng, trong khi Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy mới dừng lại ở con số 9,8 tỷ. Cả hai đều vượt xa những đối thủ khác như Khóa Chặt Cửa Nào Suzum, Vong Hồn Dức Lễ hay Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ, phim thắng Oscar được chiếu lại. Với thành tích như thế này, Shazam 2 có thể coi là con hắc mã mới trong cuộc đua phòng vé tháng 3, đương đầu với phim của Võ Thanh Hòa. Cả hai đều là những dự án có tiếng, dễ thu hút khán giả. Nhìn nhận khách quan, Shazam 2 mới ra mắt nên vượt mặt Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tách biệt giữa hai phim không nhiều, doanh thu trung bình trên ngày của Shazam 2 cũng chưa áp đảo được phim Việt. Thế nên, bộ phim nhà DC ra mắt chỉ góp phần làm chậm tốc độ của Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, không thể ngăn cản phim này chậm tay tới cột mốc 100 tỷ. Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim do Võ Thanh Hòa đạo diễn đã gặt hái 93 tỷ đồng. Vậy nên, việc đạt được con số trên là chuyện hiển nhiên. Theo tính toán, sẽ không mất tới một tuần nữa để Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy lập được thành tích này.
Như vậy trong quý 1 năm nay, thị trường điện ảnh Việt sẽ có tới 3 phim điện ảnh đạt doanh thu trên 100 tỷ, lần lượt là Nhà Bà Nữ, Chị Em Em 2 và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Và đạo diễn Võ Thanh Hòa một lần nữa sẽ dắt túi phim có thành tích tốt bên cạnh nhiều dự án đình đám trước đây như Chị 13, Ngày Siêu Dễ và Chiều Khóa 100 tỷ. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Hoàng Châu Channel. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất trong ngày. Nếu thích, hãy like và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!